giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng WPT Play. Xin chào quý vị, đây là những hình ảnh được tường thuật trực tiếp từ sân vận động Bình Phước, nơi sẽ diễn ra vòng 2 giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 Gold Star V League 2. Trận đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi sẽ là cuộc đối đầu giữa Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu. Lúc này thì nhiệt độ tại sân đang là 33 độ C, trời nắng đẹp. Như vậy là tiếng còi để bắt đầu trận đấu đã chính thức vang lên. Đội chủ nhà Bình Phước sẽ là đội bóng bảo vệ bên phía tay trái lành cùng quý vị cùng với bộ trang phục thi đấu truyền thống màu xanh lá cây. Trong khi đó Bà Rịa Vũng Tàu là đội bóng thi đấu với bộ trang phục màu trắng xanh quen thuộc. Đường truyền chuyển hướng tấn công. Tấn tài khá tốt. Tình huống dứt điểm khá nguy hiểm. Đó là một quả đá phạt góc được dành cho các cầu thủ Bình Phước. Việt Cường qua người hay. Vẫn là Việt Cường. Việt Cường đã có hai tình huống thoát xuống tạo nên những cơ hội rõ nét dành cho đội Bình Phước. Quả treo bóng đánh đầu. Khá đáng tiếc khi vừa rồi thì cầu thủ mang số 9 Võ Lý đã lựa chọn được điểm rơi quả bóng khá tốt. Từ treo bóng đang có Trung Thành. Trung Thành đánh đầu ngược. Cú vào. Tưởng như quả bóng đã lăn vào lưới sau tình huống đánh đầu vừa rồi. Một tình huống thoát xuống đối mặt. Nhưng pha xử lý của số 7 bên phía Bà Rịa Vũng Tàu là Phan Nhật Thanh Long cũng khá dễ hiểu khi mà Thanh Long không có nhiều những lựa chọn. Rất tốt, lựa chọn đấm bóng là vô cùng dũng cảm tới từ thủ môn. Tiếng còi đã vang lên nhưng đó là một tình huống phạm lỗi của tiền đạo bên phía Bình Phước. Khá nhịp nhàng. Trịnh Việt Cường. Đó là quả đá ngay bằng chân trái. Một lựa chọn có phần hơi vội vàng. Quả nhồi bóng vào vòng cấm địa đánh đầu. Một lời đáp trả hoàn toàn có sức nặng tới từ phía của Bà Rịa Vũng Tàu. Lại là một cơ hội nữa, đánh đầu, không vào, vừa có một tình huống phá bóng ngay trên vạch tuổi. Sau đó là một pha phạm lỗi của cao thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Những người đang liên tục đe dọa đến khung thành của thủ môn Nguyễn Hoàng Đạt. Vẫn đang là cao thủ áo xanh. Rất hợp lý, Tấn Tài, chuyền bóng hay. Dứt điểm, cú đá là của Tấn Tài. Tấn Tài lại chạm vào đáy của bóng. Quả treo bóng của Trung Thành đánh đầu. Không vào. Hiệp 2 thì Bà Rịa Vũng Tàu đã chơi tốt hơn hẳn, tạo ra những áp lực lớn với những tình huống đánh đầu không chiến, nhưng tất cả trong số đó đều bị từ chối. Khi thì bởi những cầu thủ phòng ngự quá xuất sắc của Bình Phước, khi thì bởi thủ thành Nguyễn Hoàng Đạt và khi thì bởi yếu tố kém may mắn. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.